bắt lại đó. À. Kinh chưa? Kinh. Trời ơi. À, Xuân xin chào 600-700 người đang xem nha. Hôm nay Xuân đang có mặt ở tại vườn lan Hai Beo và đây là anh Trương Tấn Lợi. Cả nhà cái Facebook tích xanh của anh Trương Tấn Lợi đang có vấn đề cho nên là cả nhà có thể là tìm cái nick khác nha. Cũng là Trương Tấn Lợi với mà và hôm nay Xuân đang có mặt ở tại Củ Chi, một vườn lan mà hầu như thì cả nhà cũng hay thường xuyên theo dõi trên trang mạng thì cả nhà cũng thấy đúng không ạ? Xuân đang có mặt tại vườn lan Hai Beo do chủ tịch Trương Tấn Lợi chủ trì và là chủ của vườn nha cả nhà nha. Đó. Sau bao tháng mùa dịch thì hôm nay Xuân đã có mặt tại vườn lan Hai Beo. Cả nhà thấy không ạ? Với một cái vườn khá là quy mô, cực kỳ là quy mô nha cả nhà nha. Đây là kiếm, khu vực ươm. Xuân xin chào 1,5k người đang xem. HO. Rất là đẹp nha cả nhà, cực đẹp. Hiện tại thì đang có một vài cây đang nở hoa. Xuân sẽ cho cả nhà ngắm hoa trước. Rồi Xuân xin chào 1,7k người đang xem. Cảm ơn các bạn đã tặng sao cho Xuân nha. Đây là cây hồng xòe. Hoa đang nở khá là đẹp. Ở vườn Xuân thì chuẩn bị nở lại hồng ngọc trai. Đây là hồng triệu đô. Xòe. Cả nhà thấy không ạ? Còn đây là Lê Bảo Trân nha cả nhà nha. Lê Bảo Trân chào 2k người đang xem đi. Xin chào cả nhà, chúc cả nhà một tháng mới sức khỏe bình an nha. Đó. Bạch Tuyết. Mắc lệ. Cho cả nhà ngắm cây mắc lệ. Mắc lệ này là Xuân với lại anh Trương Tấn Lợi và cùng với lại Ngọc Võ. Rất lâu rồi mới lên thăm và nay nhìn cực đẹp. Bảo Duy. Bạch Tuyết. Xuân xin chào. Đây giới thiệu với cả nhà, đây là anh Sơn. Nick Facebook là Mai Xuân Sơn nha cả nhà nha. Đó. Cả nhà cũng kết bạn giao lưu với anh Mai Xuân Sơn. Sao giống cố hương quá ta. Đây là cố hương hả? Cố hương ở đây bảo dân. Cố hương nhưng mà gần tàn rồi cho nên là Xuân không nhận ra được cái khuôn của nó. Đó, cả nhà nhìn thấy không ạ? Một vườn lan khá là lý tưởng, khá là thoáng. Khá là đẹp. Phía trên thì ở đây là sẽ dùng máy di động nha cả nhà nha. Máy di động. Qua wow, cây cực đẹp. Bụi HO cực kỳ là lớn. Xuân xin chào gần 3k người đang xem. Ngày hôm nay thứ nhất là mấy tháng rồi không chưa đi giao lưu và chưa đi tham quan được vườn của anh em do mấy tháng mùa dịch. Hôm nay bắt đầu Xuân ghé được vườn lan của anh Trương Tấn Lợi. Và mục đích thứ hai là anh em, tụi em gồm có em cùng Trương Tấn Lợi và Lê Bảo Trân. Đó. Sẽ đưa lên 2 kg người đẹp không tên nha cả nhà nha. 2 kg. 2 kg thì 2 kg người đẹp không tên. Đó. Xuân sẽ cùng anh em đưa lên trang cá nhân của mình và đấu giá công khai. Toàn bộ cái số tiền của 2 kg người đẹp không tên, anh em tụi em sẽ mua toàn bộ 5 anh trắng Phú Thọ cho tất cả các nhà vườn. Đó.
Vườn cực đẹp nha cả nhà. Vườn đẹp, chủ vườn cũng đẹp. Chủ vườn cũng cực kỳ đẹp trai nha cả nhà nha. Chào bạn của Sơn nha. Hai anh em xin chào cả nhà và chúc cả nhà có một đầu tháng thật nhiều may mắn. Mọi điều tốt đẹp nhất nha cả nhà nha. Ô, cao hơn anh hả ta? Cao hơn. Ôi. Anh 1m75 lận, 78 lận á. Anh đẹp trai em phong độ. À, vậy là ok rồi. Chào cả nhà. Rồi, xin chào 3,2k người đang xem. Đây Xuân sẽ đây là hạt nha cả nhà nha. Còn Xuân sẽ qua khu vực kiếm. Qua khu vực kiếm cho cả nhà xem kiếm. Xuân hồi xưa Xuân cũng để chung hạt với kiếm. Đợt này Xuân bỏ riêng ra rồi. Cả nhà nhìn nha, cực đẹp. Tối bật đèn lên nữa. Cả nhà thấy không ạ? Rất là quy mô, rất là bài bản, rất là đẹp. Một vườn lan khá là nhiều người mơ ước. Thì xung quanh sẽ là tường và sẽ trắng như thế này, thì đồng nghĩa vườn lan thì bỏ hết khung sắt đó. Cho nên nhìn vào nó rất là thoáng, rất là đẹp. Cả nhà thấy không ạ? Cực đẹp. Cái này buổi tối mới đẹp nha cả nhà nha. Xuân nghĩ buổi tối khi mà mở đèn lên là nó sẽ cực đẹp đó. Rất là lý tưởng. Lượng cây cũng khá là dày. Cả nhà thấy không ạ? Xuân xin chào 3,5k người đang xem. Cả nhà ơi, Xuân sẽ tính đấu giá trên live stream như thế này, nhưng mà Xuân nghĩ rằng là nó sẽ có khá là nhiều bất tiện. Cho nên khi tới vườn lan của anh Trương Tấn Lợi thì Xuân sẽ live stream để cho cả nhà có thể là tham quan vườn lan, một cái vườn lan quy mô của anh Trương Tấn Lợi. Rồi sau đó thì Xuân hai khi người đẹp không tên thì Xuân sẽ chụp hình và sẽ đăng lên đấu giá công khai trên trang cá nhân của mình. Như vậy nó sẽ hay hơn, tiện cho cả nhà cùng tham gia đấu giá và cùng theo dõi, nó sẽ hay hơn nha cả nhà nha. Đó. Và toàn bộ số tiền đấu giá được thì mấy anh em sẽ đi và sẽ thu gom năm mươi trắng Phú Thọ cho toàn bộ anh em. Rất là đẹp. Cây rất là mập. Hồng Lâm Hải, Hồng Yên Thủy. Như thế này thì không thể đếm được bao nhiêu đầu nữa cả nhà. Mầm gốc nó lên như thế này thì không thể nào đếm được bao nhiêu đầu. Em ấy là Hồng Minh Châu. Cái này có hỏi chú vườn là bao nhiêu đầu, chắc chủ vườn cũng không có biết luôn. Không biết. Chỉ biết nói là Hồng Minh Châu thôi, chứ hỏi bao nhiêu đầu thì chịu. Xuân xin chào gần 4k người đang xem. Rất đẹp đúng không cả nhà? Xin chào Nguyễn Trung. Nguyễn Thắng ơi đi nha, bác Nguyễn Thắng. Nói chung tại do dịch thôi, còn không do dịch thì cả nhà cũng biết rồi. Cả nhà có theo dõi Xuân thì cả nhà cũng biết rồi. Xuân chân đi mà. Đi khắp. Đi toàn quốc. Bạch Tuyết. Đó. Cái nhà thấy không ạ? Đây là người đẹp không tên. Xin chào Lê Văn Ngọc. Wow, cảm ơn cả nhà đã tặng sao cho Xuân nha. Xuân cũng chưa biết sao sẽ được cái gì mà
hôm nay like là Xuân sẽ được 5.125 sao rồi. Ngày qua Xuân chưa có tìm hiểu. Đó. Ngày qua ngày kia chứ Xuân like xong rồi Xuân chưa có tìm hiểu. Nhưng mà dù sao thì được cả nhà tặng sao là vui rồi. Đó. Là cực vui rồi. Xuân mắc châu ha anh. Dạ. Xin chào Huy Hoàng. Wow. Quá trời sao luôn. 38k người đang xem mà Xuân đã được đến 5.425 sao. 6.000 sao. À, đây là Ấn Bùi nha cả nhà nha. À, một thành viên của Hoa Lan Bình Phước. Chào cả nhà nha. Chúc cả nhà đầu tháng thật là tại đây đáng được. Nhưng mà đẹp trai con Xuân rồi. Xuân Xuân thì lúc nào cũng dép tổ ong. Xuân sợ bị Ấn Bùi thay phong cách mặc đồ cho nên là cái dặn trước đây. Dặn trước không được thay phong cách mặc đồ của Xuân. Đây nha cả nhà nha, cho cả nhà xem cái kia người đẹp không tên, xem trước kia người đẹp không tên. Xuân sẽ hai kỳ nhưng mà Xuân sẽ đưa lên từng kỳ một để đấu. Đó, đây là kia người đẹp không tên nha cả nhà nha. Xuân sẽ đưa cái kia này lên trước. Để chút nữa kết thúc live thì Xuân sẽ đưa kia này lên trước để cho cả nhà có thể là tham gia đấu giá. Nha, anh em chúng ta sẽ cùng giao lưu với nhau. Và... cây đẹp quá, vườn thoáng quá. Anh tháo những cái khung sắt này từ hồi nào anh Lợi? Mới đây. Dạ, đúng là tháo dây này hợp lý nè anh. Dạ, làm cái này hợp lý. Giới thiệu với cả nhà, đây là nơi làm việc của vườn lan Hebel. Cho nhà tham quan nha. Rất là bài bản. À, xin chào. Xin chào anh em. Xin chào. Danh Hà Dũng, Dũng Nhí. À vậy hả? Dạ em chào anh. Em Xuân Hoa Lan Bình Phước. Dạ. Đây là Danh Hà Tấn Hoàng. À dạ, rồi chào anh Tấn Hoàng. Vô tình nha cả nhà nha. Hôm nay lại được gặp hai Danh Hà hả? Dạ em vừa xuống tới. Đây là anh Tấn Hoàng. Còn đây là anh gì đây? Dũng Nhí. À đây là anh Dũng Nhí. À, anh Dũng Nhí chào 378k người đang xem. Chào cả nhà của em. Em Xuân Hoa Lan Bình Phước anh. Rồi Xuân Hoa Lan Bình Phước. Anh em cũng mới gặp thôi. Dạ. Chắc chút nữa tìm hiểu rồi có gì mai mốt rồi có nhiều cái clip hay. Dạ. Ok anh, hay quá. Em giới thiệu sơ vườn của anh Hai Beo cho mọi người cái. Anh lại vô tình gặp hai Danh Hài. À, xin chào. Đây bằng Phong Trần nha cả nhà nha. Một chàng trai còn chinh chưa người yêu chưa vợ. Cả nhà có thể là kết bạn với Phong Trần. Chào Phong Trần. Đó. Phong Trần cũng người bạn của Xuân, đam mê hoa lan. Đó. Đây cho cả nhà xem qua khu vực này. Khu vực này là khu vực anh em vườn lan Hai Beo để dùng để tiếp khách. Đối diện đây nha cả nhà nha, sẽ có một cái hầm rượu. Cả nhà thấy không ạ? Cái hầm rượu rất là bài bản để có thể là tiếp đón anh em yêu lan trên toàn quốc. Chút nữa sẽ qua anh đó thưởng thức rượu ngon, mồi ngon. Xin chào 4.3k người đang xem. Wow, hôm nay Xuân được tặng sao quá trời luôn. Xuân được tặng đến gần 10.000 sao. À, bác Lan Phi Điệp ơi, em cũng muốn bỏ lắm. Nhưng mà nghiệt cái là người đẹp không tên đâu có nhiều đến cái mức đó đâu bác. À, tụi em cũng sẽ cố gắng hết sức. Và cũng đang triển khai làm thêm các vườn lan để để có thể vừa giao lưu, vừa học hỏi, vừa hỗ trợ toàn bộ anh em yêu lan trên toàn quốc. Cả nhà ơi, cả nhà gặp gỡ riêng chủ tịch Trương Tấn Lợi cái nha, một người anh mà trước kia Xuân luôn luôn Xuân dõi theo để Xuân học hỏi. Anh nói chào, chuyện chào. Mọi người 44k người. Chào
4,4k bạn của Xuân Hoa Lan Bình Phước nha. À. Thì nhìn nói gì giờ anh biết nói gì đâu. Trời ơi. Toàn bọn em yêu Lan hết mà. Ơi nè, mời dùng qua quay cái khung cảnh bên kia. Ok, vừa qua đó luôn nha. Nhân tiện đây thì anh Trương Tấn Lợi, anh thấy đông người quá cho nên anh Trương Tấn Lợi anh nói anh không biết nói gì hết. Thì Xuân sẽ mời mọi người qua bên hầm rượu. Chúng ta sẽ tham quan cái khuôn viên tiếp khách của Vườn Lan Hai Beo cũng như của Chủ tịch Trương Tấn Lợi. Và đây nha cả nhà nha, mỗi khi mà Xuân đi như thế này thì Xuân sẽ live stream cho cả nhà. Chúng ta có thể nhìn vào đây. Chúng ta có thể là nhìn vào và chúng ta lấy đó làm động lực để chúng ta phấn đấu hơn nữa nha cả nhà. Bản thân Xuân thì cũng rất hay đi, cứ đi và nhìn vào và mình lấy đó làm động lực để mình cố gắng mình phát triển. Dạ. Đây nha cả nhà. Logo của Vườn Lan Hai Beo, mở tầm nhìn tạo tương lai. Đây một cái nhà bát giác để uống trà. Đây xe của Chủ tịch Trương Tấn Lợi, Bentley 98289, hoa cây xanh cực phê cực đẹp. Và đây là hầm rượu nha cả nhà nha. Cá coi. Hai bên có hai bức hình của Bảo Duy. Cái bức tranh Bảo Duy này rất là ấn tượng đối với Xuân. Thì hồi xưa anh Trương Tấn Lợi lên Bình Phước và cây này được đấu giá công khai nha cả nhà nha. Hôm đó thì đội của anh Vườn Lan Hai Beo là người đã giật được cái cây người đẹp không tên này về rồi. Qua đây là không gian tiếp khách hầm rượu của anh Trương Tấn Lợi, cả nhà thấy không ạ? Còn đây là khu vực sân khấu, cả nhà có thể hát hò. Qua rượu tuyệt vời, cái này là đúng bài rồi. Xuân ở đây luôn, Xuân không về. Có hai phòng ngủ luôn á. Có hai phòng ngủ nữa hả? Có hai phòng ngủ ra cho khách. Trời ơi, cái loa này nghe chất lắm nè. Đây tuyệt vời. Có ai ngủ đây không anh? Không hả? Đó, cả nhà thấy không ạ? Đó, có hai phòng ngủ cho khách. Wow. Được. Tối nay em ở lại đây nha anh Trương Tấn Lợi. Wow, cả nhà thấy không ạ? Rất tuyệt vời. Khách đến sai là kết thúc lại. Có rất nhiều những cái anh Vườn Lan Hai Beo đã góp cho cộng đồng vào cái mùa dịch như cả nhà thấy không ạ? 1.000 phần quà rồi nhiều lắm. Đó 350 triệu, 5 triệu. Đó 100 triệu với 158 triệu, cả nhà thấy không ạ? Những việc làm rất là ý nghĩa. Cực kỳ là ý nghĩa. Rồi cả nhà thấy không ạ? Chúng ta phải đi như thế này và chúng ta phải nhìn như thế này thì chúng ta mới tiếp tục có những cái động lực để chúng ta phấn đấu hơn nữa. Đó. Ai nói Lan ảo đúng không ạ? Không có ảo nha cả nhà nha. Cả nhà thấy không ạ? Xe là thật, hầm rượu là thật, Vườn Lan là thật. Và Trương Tấn Lợi là thật nha cả nhà nha, chứ không ảo. Ơi, Xuân với lại anh Trương Tấn Lợi xin chào cả nhà, xin chào 5K người đang xem. Và chúc cả nhà một lần nữa đầu tháng thật nhiều sức khỏe, nhiều điều tốt đẹp nhất nha cả nhà nha. Bye bye cả nhà. Cả nhà nhớ đón xem cái chương trình đấu giá ở trên trang cá nhân Nguyễn Thành Xuân của Xuân nha. Xuân xin chào cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã tặng sao cho Xuân nha. Xuân được 11.000 sao. Kiểu này chắc quy ra tiền mà nhiều lắm đây. Rồi, xin chào cả nhà. Bye bye cả nhà.